Xin chào các khán giả của Duy Anh. Trên tay Đức đang là một mẫu đồng hồ nữ rất lạ mắt mang tên là cô nàng đáng yêu Miss Lovely, đến từ thương hiệu Tittoni. Ở Việt Nam thì Tittoni là một cái tên tương đối mới mẻ, nhưng thực tế thì hãng này đã có lịch sử hơn 100 năm, xuất phát từ một công ty gia đình chuyên về sản xuất đồng hồ, được thành lập tại Thụy Sĩ vào năm 1919. Ngày nay thì Tittoni vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà sáng lập và tiếp tục sản xuất đồng hồ theo tiêu chuẩn Swiss Made, tức là bộ máy Thụy Sĩ cùng với khâu lắp ráp và kiểm định chất lượng cũng đều được thực hiện tại Thụy Sĩ. Đây là tiêu chuẩn tương đương với những thương hiệu quen thuộc của chúng ta như là Tissot hay là Longines. Một ưu điểm nữa của đồng hồ Tittoni đó chính là hãng này sở hữu những thiết kế hết sức độc đáo và cuốn hút. Điển hình như dòng sản phẩm này, Miss Lovely, theo lời giới thiệu của nhà sản xuất thì đây là một mẫu đồng hồ thanh lịch, nữ tính, tạo một cảm giác vui tươi, dễ thương cho bất cứ ai sở hữu nó trên cổ tay. Đây không đơn thuần chỉ là một chiếc đồng hồ hay là một món trang sức, mà nó còn có khả năng đem đến những niềm vui và sự hứng khởi cho bạn mỗi ngày. Mẫu đồng hồ này sẽ tập trung vào thiết kế nữ tính và không thể thiếu được các chi tiết được ưa thích bởi phái nữ. Đó là một tổng thể nhẹ nhàng, liền mạch với một bộ vỏ được hoàn thiện bóng một cách trơn tru, liền mạch. Điểm nhấn chính là núm chỉnh giờ hình bông hoa mai, biểu tượng của Tittoni và có phần nhụy hoa là viên cabochon màu tím. Trên mặt số chúng ta sẽ có 12 viên đá quý được bao bọc bởi những khung tròn màu vàng hồng một cách tinh tế, tựa như những viên ngọc trai trên nền mặt số khảm xà cừ lấp lánh. Là một vật liệu tự nhiên thì mỗi chiếc đồng hồ có dial khảm trai đều sẽ là duy nhất, giống như là một phiên bản giới hạn dành cho riêng bạn vậy. Và điểm đáng chú ý nhất của chiếc đồng hồ này chính là kim giờ có thiết kế hình bong bóng. Đây là một thiết kế gần như là có 102, một sự sáng tạo phá cách của Tittoni, nhấn mạnh sự ngẫu hứng, trẻ trung, vui vẻ trong thiết kế của Miss Lovely. Đơn giản là hướng tới sự thoải mái và tự do, không gò bó trong bất cứ quy chuẩn nào. Ở mặt sau của đồng hồ thì sẽ là một lớp kính trong suốt, từ đó có thể quan sát được chuyển động của bộ máy tự động Thụy Sĩ ở bên trong. Không chỉ đảm bảo sự ổn định và bền bỉ thì Tittoni còn nâng cấp nó với bánh đà mạ vàng 18K, rất là nổi bật và thêm bằng phần giá trị cho chiếc đồng hồ này. Kích thước cũng là một điều mà được nhà sản xuất tính toán rất là kỹ. Đường kính không tính núm là 33,5mm, đủ lớn để tạo nên sự ấn tượng cũng như là đủ gọn gàng để đảm bảo tính thanh lịch. Độ dày chỉ là 9,75mm, rất là cân đối so với đường kính và phù hợp với một thiết kế đồng hồ cơ. Để biết cổ tay của mình có phù hợp với chiếc Tittoni này hay không thì các bạn có thể tham khảo video hướng dẫn của mình đã đăng trên kênh Đồng Hồ Duy Anh. Bên cạnh phiên bản dây da thì Tittoni cũng sẽ cung cấp thêm cả lựa chọn dây kim loại. Thông tin chi tiết đều sẽ có trên website đồnghoduyanh.com. Nếu quan tâm hãy liên hệ ngay với bên mình nhé. Đức xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.